Tên kinh, kinh văn. Nhĩ thời văn thủ sư lợi pha vương tử tại đại chúng trung tức tùng tọa khởi đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn đường hà danh kinh ngã cập chúng sanh vân hà phụng trì. Việt dịch: lúc bấy giờ ngài văn thủ sư lợi pháp vương tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật và thưa với Phật: nên gọi kinh này là gì, con và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Giảng giải: lúc bấy giờ ngài văn thủ sư lợi pháp vương tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật và thưa với Phật: Bồ Tát văn thủ nêu câu hỏi: nên gọi kinh này là gì, con và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Bạch Đức Thế Tôn: phải gọi tên kinh này là gì, chúng con và các chúng sinh phải phụng trì pháp môn vô thượng này như thế nào? Kinh văn: Phật cáo văn thủ sư lợi. Thị kinh danh Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Việt dịch: Phật bảo ngài văn thủ sư lợi, kinh này tên là Đại Phật Đỉnh Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Giảng giải: Tát Đát Đa Bát Đát La. Phật bảo ngài văn thủ sư lợi, kinh này tên là Đại Phật Đỉnh Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn. Đấy là vô kiến đỉnh từ nhục kế phóng ra hào quang báu. Tát Đát Đa Bát Đát La là đại bạch tán cái, không có gì cao cả và đáng tôn quý hơn vô thượng bảo ấn. Bảo ấn có nghĩa là vua pháp, là đức Phật. Danh xương đầu tiên nói đến là chú lăng nghiêm cao cả, và bản kinh cũng còn gọi là thập phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đây là trí tuệ thanh tịnh, nhãn mắt tượng trưng trí tuệ. Kinh văn: diệt danh cứu hộ thân nhân độ thoát a nan cập thử hội chung tánh tỳ kheo ni đắc bồ đề tâm nhập biến trì hải. Việt dịch: cũng gọi tên là cứu hộ thân nhân độ thoát a nan cập thử hội chung tánh tỳ kheo ni đắc bồ đề tâm nhập biến trì hải. Giảng giải: cũng gọi tên là cứu hộ thân nhân độ thoát a nan, đức Phật và ngài a nan có quan hệ anh em chú bác. Phật đã cứu a nan khỏi tay của ma đăng giả nữ, ngài còn cứu độ cả tính tỳ kheo ni tại hội chúng. Tính tỳ kheo ni tức ma đăng giả nữ tại hội chúng, nàng ấy đã đạt ngay quả vị a la hán đắc bồ đề tâm nhập biến trì hảo, cả hai cùng chứng ngộ bồ đề. Chính trì có nghĩa tâm sinh ra vạn pháp, biến trì là vạn pháp duy tâm, thường gọi chúng là chính biến trì. Đây là một danh hiệu Phật. Kinh văn: diệt danh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Việt dịch: cũng gọi tên là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa. Giảng giải: cũng gọi tên là Như Lai mật nhân, đây là tên gọi khác chỉ tất cả pháp môn bí mật của Như Lai, xuất phát từ sự tu chứng liễu nghĩa của Phật tu hành và chứng quả vị triệt đề. Đấy là tên gọi khác của bản kinh này. Kinh văn: diệt danh Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Phương Thập Phương Vương Tập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Việt dịch: cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Giảng giải: cũng gọi tên là Đại Phương Quảng, đây là pháp, là đại pháp, nó biến khắp mười phương đến vô cùng tận. Diệu Liên Hoa Vương như là kinh Lăng Nghiêm, Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú tức là chú Lăng Nghiêm. Đà La Ni là từ Sanskrit có nghĩa tổng trì, tổng nhiếp và chấp trì vô lượng Phật pháp, còn có nghĩa khác là giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh, giữ thân không được sát sinh trộm cắp tà dâm, tâm không tham sân si, miệng không nói dối, nói lời thêu dệt, nói hai lưỡi hoặc mắng chửi, xa lánh mười loài quỷ dữ. Kinh văn: diệt danh Quán Đảnh Chư Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Việt dịch: cũng gọi tên là Quán Đỉnh Trương Cú Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Giảng giải: Thủ Lăng Nghiêm, thủ là trước tiên, thứ nhất và là pháp kiên cố. Quán Đỉnh Trương Cú tức là chú Lăng Nghiêm, nếu quý vị tụng đọc, mọi nghiệp chướng của quý vị sẽ mau chóng diệt dứt và đạt được trí tuệ. Ngài A Nan từng lên tiếng khen ngợi chú Đà La Ni vi diệu sâu xa, Thủ Lăng Nghiêm Vương hiếm thấy trong đời, mọi tưởng đảo điên kết tập từ bao kiếp đã tức thì tan biến, liền chứng ngộ pháp thân không phải trải qua a tăng kỷ vô hạn.
tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được các Phật Bồ Tát gần đến làm pháp quán đỉnh. Khai đại trí tuệ không cần thiết phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp mới chứng ngộ pháp thân. Chư Bồ Tát vạn hạnh như đã trình bày trong nội dung kinh. Kinh văn: Nhữ đương phụng trì việt dịch, các ông nên phụng trì. Giảng giải: A Nan, ông phải nương theo pháp này mà tu tập, các ông nên phụng trì. Kinh văn: Thuyết thị ngữ dĩ, tức thời A Nan cập trừ đại chúng, Đắc Mông Như Lai khai thị, mật ấn Bát Đát La Nghĩa Thiêm Văn Thử Kinh Liễu Nghĩa Danh Mục. Việt dịch: Phật nói lời ấy xong, liền khi đó ngài A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đát La, lại được nghe những tên gọi liễu nghĩa của kinh này. Giảng giải: Phật nói lời ấy xong, sau khi Phật giảng giải xong tên kinh, liền khi đó ngài A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn. Mọi người cùng được nghe Đức Như Lai giảng giải về mật ấn Bát Đát La. Bát Đát La là đại bạch tám cái, đấy là ý nghĩa vi diệu triệt để, lại được nghe những tên gọi liễu nghĩa của kinh này. Đấy là những danh mục có ý nghĩa đầy đủ, trọn vẹn và tối thắng. Kinh văn: Đốn ngộ thiền na, tu tiến thánh vị, tăng thượng diệu lý, tâm lự hư ngưng. Việt dịch: Liền ngộ được diệu lý tăng thượng, để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na, tâm niệm rỗng không đứng lặng. Giảng giải: Liền ngộ được diệu lý tăng thượng, để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na. Thiền na có nghĩa tĩnh lự, liền ngộ tức thì chứng ngộ, ngộ rất nhanh chóng. Thánh vị, địa vị thủ thắng, quả vị Phật, tại hội chúng mọi người đều được khai sáng trí tuệ, tâm niệm rỗng không đứng lặng, chẳng còn vọng tưởng gì trong tâm, và cùng đạt được Như Lai tạng tính, tức cảnh giới bất khả tư nghị. Kinh văn: Đoạn trừ tam giới, tu tâm lục phẩm, vi tế phiền não. Việt dịch: Ông đoạn trừ sáu phẩm vi tế phiền não trong tư hoặc tam giới. Giảng giải: Đến khi ấy A Nan đã chứng được quả vị thứ hai của A La Hán. Ông đã trừ sáu phẩm vi tế phiền não trong tư hoặc tam giới. A Nan đã dứt trừ mọi vọng tưởng. Đến đây thì ông đã trừ sáu loại tư hoặc đầu trong tam giới, có tất cả 81 loại tư hoặc, gồm 9 địa, dục giới, tứ thiền, tứ vô sắc trong tam giới. Ở mỗi địa lại có 9 phẩm vi tế, có nghĩa nhỏ nhiệm ẩn khuất trong tự tính, rất khó nhận biết, nhưng ngài A Nan cũng đã đoạn dứt